Chào tất cả mọi người, chào anh chị em và các bác. Hôm nay kênh Cuộc Sống Penta TV lần đầu tiên lên hình. Để kênh có thể phát triển được, em rất mong mọi người ủng hộ. Kênh của em mới thành lập, còn nhiều thiếu sót. Thứ nhất, chất lượng video hình ảnh còn chưa được chuyên nghiệp. Thứ hai, về ngôn từ địa phương em còn rất nhiều phũ phiếm, mong mọi người thông cảm, chia sẻ và ủng hộ em nhé. Măng ăn thì phải được chứ không được đâu. Ra ngoài đi. Cũng tại đúng rồi. Ngày trước đổ máy quay luôn còn đầu những cái đầu không chắc cứ đổ máy quay à. Kìa, con cày đây. Con to nhỉ. Đi đi. Đi 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 đi. Chưa to giống giống luôn trong máy luôn nhỉ. Hả? Chưa giống trong máy luôn nhỉ. Thì cái này anh vừa máu.
Cắn tuần rồi sao? Con cắn dày đó. Con cắn đứt cái dày cái hông máu luôn à. Sáng đến trưa anh em đúng là cực nhọc theo mà. Cứ mức đường lên thôi. Cứ mức đường trước là ngược lên đường trên rồi. Cứ ngược lên. Cũng cắn luôn lắm không? Mẹ thở còn chết luôn nó chưa tại. Thế là bị băng dính lại cái mồm hắn à? Bị chết. Hai cuốn hay một cuốn? Hai cuốn. Cái mồm đó bị bắn tay à? Ừ. Nhưng mà hắn chạy mất con gì nữa? Nó hội lấy cái thằng sợ số. Hắn đã mắc cái điếu rồi số, thế thằng số nó số luôn. Bít rồi. Không sắp chết rồi đó, tao khổ. Qua tao hành chứ cũng khổ, tao cứ đánh trời cũng tề mặt gần tiếng nó ngồi nó trên vô. Hắn chết không? Lồng đi, lồng lại luôn vô, mất bảy số mất. Khát nước gần chết. Mua số là vô cho số là vô là mắc chân thôi, chứ không phải là số cái cuốn được rồi. Cuốn là mắc cái điếu không cho số. Cái tâm cầm, cứ kêu căng, kêu căng này. Kêu căng này, cứ nhà thở cả. À, chả phải cánh khỉ hết đấy chứ. Cánh khỉ đâu mà. Đúng, cuốn này chỉ có tốn rượu thôi. Uống được cứt. Ba thằng, bốn thằng đèn sáng mà cuồng khút rượu cũng không hết. Máy quay để lệch đúng không? Quay không thấy không? Thấy, đây anh đang quay mà tí này anh phát rồi của anh. Lệch thì quả nó ở gần như cũng thấy đó. Anh đánh cái bẫy ngang. Ai ngờ lại mắc cái bẫy chân bên đây. Thế đường bị mặn cắn thẳng, số thì đeo mà được. Ồ, tí nữa là hắn bị ướt người như này. Đái như này, cái băng dính là hắn tụt chưa? Tôi bị mứa rồi còn hắn nhánh được lên. Chờ còn đánh nhiều không? Ít! Đánh chỗ khác. Chỗ này quá to. To hơn mọi quân. Quân không to hơn quân yên. Từ hôm mình đi đánh chờ được quân yên to nhất. Còn huyện 6-7 lạng nha. Bịt mắt bắt dê luôn. Bịt mắt bắt dê. Hết đường chạy à mời. Cơm thì thật đó. Bằng dính gì ở đằng chứ. 10.000 một bằng dính. 5.000. À 5.000 à. Con nổi cắn à. 5.000 không phải nano. Nano là như cực. Đây này, anh nhẹ nhàng lên. Đấy. Thấy chưa các bác? Hồ lý tinh. Hồ thu con 7 cây này để anh. Thu hết bao nhiêu gà có hàng xóm rồi đó. Thu. Thu bẫy nha. Không biết là có thấy rõ là không đó. Thấy được con nào? Hả? Không rậm, thấy là cái đây này, cái tê này. Cái dung cây thôi. Ừ. Nó đường hướng lên tới. Cái quần nó ở dưới toàn. Cái tao tổ nó dài dài. Mình phải zoom lại gần thì lấy một cái để ghi lấy rộng. Nhiều cái rộng đấy. Bó tay đi. Cầm máy kia. Hôm sau về là phải đi. Tại sao mình có đồng biệt phát đấy. Mình là xa mình thấy được.
phải không? Thử các bác nhá. Không đi thấy luôn mà. Dạ, cũng sẽ không thoát được đúng không? Mấy lần rồi. 7 lần 200 không? Ừ. Mỗi lần thì không dính 7 tới nè. Ừ, cuối làm bế, cuối làm bế. Đóng rồi. Này, được chưa? Được rồi. Từ từ, đi ra ngoài đây đi. Từ từ, bắt lại. Đây, bắt dính không kia? Đây, bắt dính. Ui, bắt rồi đây. Rồi, cái khí lại. Cũng về đất mình mới được. Đất họ không thiêng không có. Đá sân nhà. Con hôm trước chú hụt lần nhỉ? Ông hụt thấy nó đang. Lần này thì mình cũng chạy lên cuộn. Mẹ mày. Từ đó anh cầm túm để em kéo chân lại nhỉ. Chẳng là sắc ngạp ướp lại nhờ. Trời chắc đấy nha. Em cứ giờ tấm đấy ạ. Em cứ chạy cuốn cái mồm này nè. Cho cái chân hắn gửi ở đường sau. Mẹ đang cắn cái dây này. Cầm chắc cái này, anh chua cái dây này ra. Được rồi, kìa mà em cũng có hai chân này thôi. Chứ mấy gì đấy. Đây anh Tú Minh kéo. Hả? Chà thu bảy thôi. Đừng có số ra chưa? Chưa. Thả nhanh. Bấm trên này. Bấm trên này. Bấm trên này. Chú căng trên đây. Còn la hả trứng. Mắc đúng cái bẫy. Chỉ thấy rung làm gì thấy được bẫy đó. Mình đánh mấy bẫy ngọt này. Thôi cái bẫy không trúng đâu. Không thở được nữa nha. Ừ, nó đang nhập cũ. Thì lấy cái cây ra. Dạ. Rằng là sắc gì thì bớt con gà thì chả chết đúng không? Vừa mới đứng đi tới đường núi. Ừ, anh mặn ở đường núi nhiều quá. Nó cái mối mỏm. Nọn lúc là chết nó không. Game over.